Rồi tiếp theo tôi chi tiếp bạn là làm trang liên hệ ha. Trang liên hệ mình có cái form để họ điền vô, xong rồi khi mà điền vô xong rồi sẽ gửi tin nhắn vô cái email của mình đó, làm trang liên hệ. Thì để làm được trang liên hệ thì mình có cái trang liên hệ trắng vậy thôi, tạo trang liên hệ đưa ra menu biết tạo rồi, bài trước cấu trúc website biết rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ sửa trang edit unit builder đây, tôi sẽ tạo trang liên hệ. Rồi sẽ add lên lemon custom to do. Rồi sau đó mình tìm đến thằng trang nào có chữ contact nè. Oh. Contact thì ở đây mình sẽ lấy một cái trang contact này, ví dụ trang contact có bản đồ đằng này, trang này có bản đồ nè. Trang đầu tiên nè. Import nó. Rồi. Trong lúc chờ nó thì mình vô Google Map, map.google để mình tìm cái địa chỉ của mình để mình ngang nhúng vô cái liên hệ này, cái bản đồ nè, tìm địa chỉ của công ty, của cửa hàng của mình vô map.google để tìm. Đó. Ví dụ tôi tìm là ví dụ tìm đi tôi đi nó, tôi tìm ra địa chỉ công ty rồi sau đó tôi mới là chia sẻ, sau đó tôi mới là nhúng bản đồ, tôi mới cho copy mã nhúng này tôi đem qua đây. Trong lúc này đang chờ chờ chui vô đây luôn, nó chui hết tất cả mọi thứ đây ha. Rồi cái bản đồ dưới đây, bản đồ ở đây đang xài cái bản đồ map Google Map của thằng Lasson. Mình có thể xài Google Map dạng nhúng của thằng này, bỏ Google Map vào đi. Add to column, mình gõ cái test. Test ha. Đó. Chọn đoạn văn bản rồi sau đó mình nhúng cái đoạn code của map vô cho ô màn hình, vô cái chỗ test màu đen này nè, nhấn vô. Rồi sau đó chỗ mà width mình cho 100% ha, 100% vô. Cho nó đầy luôn, đầy tới đây. À, được cái map. Rồi chỗ contact nè. Contact thì mình sẽ có một cái form để người ta điền vô, gửi tin nhắn cho mình. Thì bấm đầu chuột vô contact này, mình chọn cái form contact của mình vô đây. Giờ tôi lấy cho contact form 1. Contact form lab đi, contact form lab đi. Lab thì nó hình tròn, form 1 rồi nó hình vuông. Đấy, nó kiểu là dạng vuông. Đó, tôi chọn form 1. Đây, và form lab đây. Đó. Apply. Update. Đó. Rồi sau đó mình làm xong mình ra mình test thử ha. Test thử cái phần gửi thư này coi nó có ăn hay không. Bấm vô trang liên hệ để mình test thử luôn. Đó. Rồi nó sẽ qua đây liên hệ mình đây, mình tất gọi đây. Test. Submit.
Nó báo lỗi nè, báo lỗi không gửi được tin nhắn thì mình sẽ check lại. Nếu báo lỗi như vậy thì mình sẽ check lại trong cái phòng quản trị của mình, vô chỗ WPS tra. Rồi mình sẽ vô cái chỗ là SMTP. Mình chỗ này mình cái chỗ này tôi có cấu hình sẵn cho các bạn rồi, mình có thể là form name mình sửa lại cái tên công ty, tên website của các bạn. Mà còn những cái còn lại để nguyên ha, email của bạn ha. Email của bạn cái chỗ thiết kế tự do 1 với cái chỗ SMTP password này là giữ nguyên. Nó mới chạy từ tôi lấy cái mail của SMTP Google của tôi rồi. Nếu mà bạn muốn thay thì bạn vô bạn tạo cái mail SMTP riêng của các bạn nhắn vô đây. Còn mail là xài mail của tôi đi. Đó. Chỉ sửa được thông số là form name. Email này là sửa được. Còn hai cột SMTP username password thì các bạn không sửa được nha. Còn chỗ trống này mình để là chỗ này là mình để là TSL ha. TSL nha. Dạng này TSL luôn. Chỗ này là cái loại mà mã hóa TSL. Đó. Rồi chỗ này nhớ chọn SMTP Gmail ha. TSL. Rồi, nhắc lại nữa. Ở đây tất cả mọi thứ thì mình có thể sửa được hết trừ 3 chỗ. Chỗ nhất là phải là TSL, chỗ hai là username password phải là như mặc định của tôi. SMTP password mặc định của tôi luôn, không được sửa. Những cái chỗ có thông tin khác của anh em nữa mình đã sửa lại thông tin của mình. Đó. Sau khi sửa xong rồi mình qua đây á, mình mới còn đòi F5 lại cái trang này mà mình gửi lại nha. Gửi lại mình test thử coi mail nó sẽ gửi đến chưa nha. Test lại submit. Chưa được luôn. Nếu chưa được thì mình kiểm tra tiếp trong cái phần form liên hệ. Thôi ngày nãy mình xài cái contact form lab đúng không? Mình bấm vào contact form lab để mình kiểm tra cái contact này á, cấu hình như thế nào mà chưa được. Đó, mình cấu hình mail, qua bằng cấu hình mail. Ở đây mình chưa có cấu hình mail nhận, mail gửi hết, nên nó không nhận. Khi mình cấu hình này, mình cấu hình là khi mở form điền vô gửi cho mail nào. Gửi mail tôi đi, ví dụ vậy. Rồi, mail nhận, mail gửi, mình coi chưa cấu hình, đâu có lấy tiêu đề. Tiêu đề là liên hệ. Tiêu đề là mình để là liên hệ gì đó ha. Do anh em liên hệ đi. Lấy do anh em là nghĩa là do anh em là cái chỗ dấu vuông này là người ta nhập vô thì mình nhận được. Đó, liên hệ. Hôm nay liên hệ còn nội dung mail á, body á là sẽ lấy được ba thông tin này người dùng nhập vô nhé. Đầu tiên là người dùng nhập vô mình sẽ lấy về là họ tên nè, hệ chấm nè, email của họ để lại mình lấy được nè, và tin nhắn nè, nội dung nè. Đó rồi, như đó là những cái màu đen này là những cái biến để mà động đưa vô đây nha. Cái màu đen vuông này cấu hình đây luôn. Xong rồi qua đây mình test lại ha, Ctrl F5 mình test lại. Đó. Tôi đã nhận được mail. Nha, mail tôi đã nhận được nè, Thanh nè. Cảm ơn bạn đã gửi thư. Thư tôi nhận được mail. Nha. Tôi nhận được mail. Rồi nếu để tránh trường hợp mà khi mà người dùng gửi hệ thống nó không gửi được mail cho mình được thì mình sẽ cài thêm vào login nữa để mà khi mà nếu gửi mail không được thì sẽ lưu rồi lại trong cái phần quản trị của mình cho đừng đựng mất tin nhắn của khách hàng gửi cho mình sẽ cài thêm vào login nữa.
Login VPN Contact phần 7. Để khi lỡ mà người ta đã muốn liên hệ đây mà lỡ mà cái hệ thống mình cấu hình sao mà bị sai á, nó không gửi mail được, thì mình còn có được cái tin nhắn offline ở trong tin nhắn, đọc lại tin nhắn sau, những cái nội dung tin nhắn sau bằng cách cài thêm login VPN Contact phần 7 DB nè, cài thêm này vô để cho người dùng người ta nhập vô liên hệ. Với cái login mà với cái lúc cái phần cấu mình sẽ lấy cái loại login này, login nãy nó bị trên thằng thư viện nó đóng rồi, tại vì nó bị lỗi gì đó nó đóng, bây giờ nó mình sẽ xài lại login khác thay thế là contact phần 7 database add on nè, cài này vô. Con để là mình sao lại những cái contact phần 7, tin nhắn contact phần 7 này để không bị lót nè. Cái này vô để mà khi mà có điện form liên hệ thì đó, cài được nó thì mình sẽ thấy được nó trong form liên hệ nè. Nó cài xong nó nằm đâu đây, giờ mình sẽ thử một cái. Rồi, submit. Rồi qua đây mình coi nó có lưu vô trong đây không. Nó đây có một cái nè. Lúc trước đây nghĩa là nó nhận được một cái liên hệ nha. Lúc đây mình coi nội dung. Đây, nội dung. Đấy, xuất ra CSV hoặc là xuất ra Excel ha. Xuất này ra. Nha. Đó. Đó là cái phần trang liên hệ ha. Kết thúc ở đây ha. Mình sẽ ứng dụng theo trên website mình làm trang liên hệ và landing page. Landing page mình làm một cái form để mình để người ta điền vô. Điền vô rồi gửi vô mail mình. Rồi sau mình lấy một cái danh sách file sale từ đây để mình có thông tin. Ha.